mua thì như này cho vào hàng loại một thế này, hàng một hết. Ừ. Mà được ký nha, bên này được ký đó anh Khanh. Bên này được ký này, cứ để rải trái một em nhìn thấy khác không? À, đó này. Đúng là bên kia đúng mà anh nói tỉa bớt là tỉa là mạnh tay à, tỉa mạnh để này. Nhiều nó tỉa, dài tỉa thời gian mà nó trái mà bằng chứng là con so thôi à. Đó, cái lớn lớn chắc chút ha. Quản lý này cho đi đọt thật chậm. Ừ, đọt chậm nhá, đọt mạnh là nó cũng hỏng nhá. Đọt chậm thôi, đi nhưng mà kiểu đi cho nó hoàn thiện cây đọt thôi. Chậm đọt lại rồi nó mở lá nhanh rồi cho lụa sớm. À, nó nguyên tắc là lúc vào cơm đấy, chuẩn bị vào cơm đấy. Mà đi như vậy thì nó đỡ bị giật trái, đỡ bị méo trái. Đó là ngừa được cái khúc cuối mình không bị đi đọt nữa là nó lên cơm cháo ngon, nó đàng hoàng. Ngon. Có nghĩa kiếm được cái giàn lá giai đoạn lên cơm. Mấy ông bị nhăn nhẵn, bị sượng nước lại, bị nó ấy lại. Nó hai vấn đề là chính. À, cái phân thì mình không nói. Mà nó vào thời điểm mà lên cơm mà nó mưa nhiều thì mình sao sao mà nói được lên được. Cơm mưa nhiều, lên cơm mà nó vào dịp nó mưa đều đều, ngày nào mưa ngày nào mưa à, nhà nó phải nắng hạn như cái tăng này này, nắng mấy hả, nắng hạn càng nếu giai đoạn cuối mà được thời tiết như thế này thì cơm ngon luôn. Bây giờ nhiều nơi mà nó test hàng sầu mu nó mà cơm vàng ươm mà ăn ngon mà nó không đi đọt là nó không bị ấy đúng không, phải đọt nữa, nhà đọt không đi nữa, giai đoạn cuối nữa thì là nó tương tác được nhiều cái vấn đề thành cơm ngon. Vậy thì cỡ trái trái khoảng tầm mà 45-50 ngày là mình cho nó đi một cây đọt thì anh có sợ không? Như riêng mu nha. Nếu mu thì phải làm đại trà thì mình mới điều khiển được. Ví dụ mình xem trong đô khó điều khiển lắm bây giờ. Ưu tiên đô hơn đúng không? Vài cái một thì cuối cùng chỉ ưu tiên đô thôi. Đô cứ phải giảm đều rồi. À, nhưng mà ý là nếu mà đối với mu á nó thường thì nó thu sớm hơn và cái tốc độ đọt nó cũng nhanh hơn, gần như là nó khoảng tầm mà 70% cho chiến thái đi. Nếu mà nói về đằng mu thì cái tầm trái này là khả năng dìu được rồi. Cỡ nào? Trái này dìu rồi. Cỡ đó là vô một cử ở đi đọt đúng không? À, cho nó dìu đi từ từ thôi nhá. À, về khúc cuối là mình là giật nhá. À, lên về khúc cuối mà một số bên này là bị giật rồi này. Đâu? Mà đứng trái này này, nó này. Em nhìn thấy không méo không? À. À, hiện tượng giật rồi này. Đó. Ủa, nó tháo luôn. Đó. Cái này nhiều quá, cái này chắc 60 trái quá. Cái dàn này trước là đẹp lắm này. Hả? Nó ra từ ngoài là vào trong này này thì tỉa liên tục rồi đấy mà nó có lớn không? Nó không, đây tỉa bỏ đây hả? Ở trên đi đọt, đây là tỉa bỏ, ở trên đi đọt, cái nóc mới đọt. Anh bây mà giờ sớm là nó bị méo trái nhiều. À, tức là nếu mà cỡ này mà giờ mình cho nó đi một cây đọt thì ngon hả? À, nếu mà tầm trái này này. À, đó. Đây lớn lớn chắc chút hả? À, quản lý này cho đi đọt thật chậm. Ừ. Đọt chậm nhá, đọt mạnh là nó cũng hỏng nhá. Đọt chậm thôi, đi nhưng mà kiểu đi cho nó hoàn thiện cây đọt thôi. Chậm đọt lại rồi nó mở lá nhanh rồi cho lụa sớm. À, nó nguyên tắc là lúc vào cơm đấy, chuẩn bị vào cơm đấy. Mà đi như vậy thì nó đỡ bị giật trái, đỡ bị méo trái. Đó là ngừa được cái khúc cuối mình không bị đi đọt nữa là nó lên cơm cháo ngon, nó đàng hoàng ngon. Có nghĩa kiếm được cái giàn lá giai đoạn lên cơm. Mấy ông bị nhăn nhẵn, bị sượng nước lại, bị nó ấy lại. Nó hai vấn đề là chính. À, cái phân thì mình nói vấn đề về mưa, vấn đề thứ nhất, thứ hai là thừa nước là cái đọt. Cái đọt đi. À, cái đọt nó chắc cạnh tranh dinh dưỡng là nó phải ưu tiên lên đọt thì trái sẽ bị thiếu dinh dưỡng, sẽ xảy ra vấn đề là bị sượng. Đúng rồi, tới cái khúc đó mà mình đem mình chơi cái gần chuẩn bị mà nó về đích á là mình đem mình hãm đọt ha. Hãm đọt cho nó vàng cơm chứ. Nếu mà mình điều được cái đọt ấy, thì là giai đoạn đó mình không cần phải có tác động. Điều nhẹ thôi đúng không? À, nếu điều mình điều sớm thì là không đã, nhưng mà mình mà bị động ấy. Ừ. Cái giai đoạn mà tầm khoảng 70 ngày bắt đầu đi đọt ấy, mạnh ấy. À rất à. Là nó sướng. Cơm được sầu nào cũng vậy cả thôi. Dạ. Đô ri mu. Nhưng mà thằng đô thì còn tầm 90 ngày nếu mà đi đọt là 90 không? Nếu mà 90 ngày đi đọt, bắt đầu đi đọt là cũng dở lắm. À dạ. Ngày thì 90 bắt được lụa lá. 70 ngày đi đọt là được. 70 ngày đi đọt cho đến 95 ngày là bắt đầu chìm lá. Đúng đúng. Chìm lá ngày thứ 100 bắt đầu vào cơm. Và đúng cơm có nghĩa là 110 120 ngày là lái là bắt đầu nó chắc cơm là được, là đủ tuổi nó cắt. Không đúng mà cái thằng mu đây luôn luôn sớm hơn mình cái hạ cái nhịp điệu của thằng này thì nếu mà ngắn ngày lại hơn thì 50 ngày trái 50 ngày, khoảng 45 ngày bắt đầu cho nó rướn đọt từ từ thôi. À, nhưng mà đây là với cái vườn mình trồng thuần mình mới điều khiển được, còn vườn mình trồng sen nữa rồi. Nó lâu có cây thì thôi. À, sen quá đát mà nó đậu cũng bỏ qua. Quá trời trái luôn kìa. Không hay ra cái nào cũng vậy, không canh qua cây này để coi có một cây đậu nhiều quá đứng miết rồi khó coi á. Ủa, con tỉa bỏ hay là nó rụng à? Tỉa mà. À hả? Tăng này đồng tỉa hết, tỉa cách cây được 10 năm. Ui, năm nay chắc cây này chắc cây trong bình cỡ 50 trái quá không Khanh? Không có 50 trái có lớn nổi không? Sợ lớn không nổi phải không? Ừ, sợ lớn không nổi, nó không như đô.
đô mà tầm này mà 50 trái là ok này. Nó đi điếc à hả? Ở cuối vườn kia nó ít trái, cây khoảng 15 trái mấy trái, trái to lắm. Bự bự hả? Ồ, trái lên cả 3 kg cũng có. Trái tròn vo. Cỡ này là cỡ bao nhiêu ngày anh vô nó một cỡ phân anh Khanh? Tỷ phân xô là 7 ngày một lần. 7 ngày một lần. Dài vậy hả? Cứ 7 ngày một lần. Tỷ lệ bao nhiêu á? Phân xô thì một cái một xô đấy thì thường cho dòng cả đô đó là một xô được 100 cây. Một xô 100 cây. 100 cây. À 321. 322. Đấy là đấy là theo cái trên xô ghi thôi. À ăn nhanh hả? Nó nhưng mà thằng này đưa vào ăn ngay. À. Một xô 100 cây mà tính chi phí ra thì nó cũng đâu có cao lắm đâu. Đóng. Yeah. Chưa đầy 1,5 triệu mà. Nó cộng một nửa xô vi lượng nữa, kết hợp cả hai. Là cái 15.000 hè. Đấy là 600.000 nó tầm khoảng tầm một cứ cho 1,5 triệu với 600 về 2,1 triệu. À. Là được 100 cây một cữ. Ừ. Giá cũng mềm mà. Nếu mà có điều kiện nữa thì cho thêm khoảng một can hữu cơ nước nữa. À. Bổ sung thêm vào đây nữa. À. Thì sau này cơm cháo thằng này chuẩn luôn. Vàng khè hả? Nó hữu cơ nước hữu cơ nhập khẩu như ví dụ như thằng Israel này, thằng Pháp này. À. Thằng Thổ Nhĩ Kỳ này, đấy ba cái dòng cái nền hữu cơ nước đưa vào cái này để cho nó cây vừa dưỡng rễ vừa cho cây hấp thụ lên cái nền hữu cơ, tự nhiên của nó dòng phân chuồng mình bỏ xuống thì nó thời gian phải chuyển hóa nhỉ, nó chậm hơn. Ừ. Phân can ấy thì nó ăn ngay. À. Mà kết hợp vừa phân xô này, vừa vi lượng này, vừa hữu cơ nước này, nếu thằng này ba thằng này phối vào giai đoạn từ 55-60 ngày đổ ra đến cái giai đoạn chuẩn bị động rau cắt ấy là cơm sáo xong này kiểu gì cũng ngon. 15 ngày một phát đúng không? À 7 ngày một cử. 7 ngày một cử. Ủa chiên nha, vậy là lòng hoàng tứ miết hay chưa? Vậy thì ăn với xịt thuốc với vào phân đều mà. Cỡ này giờ là anh bắt đầu anh thả đọt đúng không? Nước cái này đúng là cái này là dìu đọt rồi. Cái này dìu không? Cái này cũng nhỏ mà này. Đi đọt mà đi đọt mạnh thì giật trái này. Cái cây sau đấy. Cái này hả? Ở trên nóc này. À. Lá bắt đầu chuyển vào luôn. Này anh đi sớm quá này. Chứ đúng là mình trước khi mình canh đúng cái ngày chuẩn ngày cái mình ém nó lại một chút. Vì do nó sầm sen lung tung trong cái mình đô thì mình đâu có thể nữa đâu. À thế nên là. Trong phần một vườn bắt đầu chuyển toàn bộ được. Lâu quá em hôm qua cái nay qua thấy nó lớn hết rồi, nó đều hết rồi. Cái này lá đọt đi trên nóc mạnh thì trái giật đấy. Hả? Hơi méo thôi đúng không? Cái tốc độ trái giật này. Nè, thóp đầu thất đít này. Móp này. Mà sao nó bóp đít lại ha? Ừ đấy. Ông Khanh. Nó giật thì dinh dưỡng nó không được chia phối ra đây. Ở cuối vườn kia là nó thời gian trái cũng này nó đọt chìm nhiều này. Cuối vườn nó trái tròn vo luôn, trái tròn như quả to vậy. Chút màu qua cây thử. Nhưng mà ý là trước giờ cứ để ý là nó giật là nó méo cong 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 đúng không? Nhưng mà giờ này nó giật nó bóp cái đít lại nè. Rồi sau này không biết là mình đưa phân đẩy là tạo cho nó lớn để không biết có đẩy học cái tròn được không biết. Nóng nổi không ha. Cái đấy thì tháng nữa trả lời. À. Tháng nữa trả lời được. Không, đẹp quá, đi qua mấy cây bên này coi được cái còn không. Cái nào cũng êm ha, sẵn cái mu năm nay nó êm hơn năm rồi nha. Mô đẹp nó chịu được thời tiết phong nhiệt hơn thủ đô. Thủ đô là nó hút vậy hả? Tàn bạo luôn. Đấy, cây này được mấy trái cổ đầu luôn. Nó ra chùm chùm đã quá, đúng là để chùm vài trái này nó đã nè. Không. Hả? Cứ rải rải cành, cứ một cành trái nhìn trái khác chưa? Chuẩn nó to rất nhanh luôn, cây nào cũng vậy. Đúng cây nào mà có trái mà một cành một trái mà thôi. Ví dụ một cành này, ra một trái này. Một cành này ngoài đây một trái vậy thôi. À. Trên là trái này, trái nhất lớn cái chùm nó sẽ bị ép liền. Nó ép hai cây nhìn đâu. Nó 4 trái một chỗ nó ép liền. Quả nó to rồi vậy lớn lên, quả nó bé rồi đứng nó bắt đầu méo. Nhưng mà kinh nghiệm để muốn trái to á mình thụ thằng Thái nhảy qua thụ thằng này hoặc là quét thằng Thái qua quét này. Năm là đều quét phấn từ cuối vườn quét về đây là đến thằng này là cuối cùng. À là nó dính vô là bắt đầu nó thì trong bự trái lên. Thằng đô mà đâu ý đâu. Ôi trời trái ngon quá. Mà đúng kể ha, năm nay hơi bị nhiều dao đó. Năm nay thì thoải mái cắt. Nhiều dao đó, có cỡ đầu kia là dứt một đợt trước nè. Nhưng mà nhiều dao mình khó điều tiết đọt đúng không? Ừ, nhiều cỡ quá. Khó luôn đấy. Ủa, cây dưới kia cũng ngon này. Nói chung cây nào như cây nào? Ngon quá. Thôi, cập nhật mọi người xem cái mua sân kinh nè. Đi quay cái cây dưới đó thử ra. Cây này cũng dữ không Khanh? Cũng chen chen mà thấy đá thiệt ha. Em nhìn cái trái rải mỗi cành một trái, mỗi cành một trái nhìn trái khác không? Đây là quay góc này, trái to. À. Đó. Chính để nồi thì rất dở này.
À, cá chùm này hả? Chủ rất dở, đâu có lớn đâu mà nó nhả nhiều lắm rồi đấy. Từ từ. Thì cỡ này giữ nguyên thử anh Khanh, thử bơ mạnh được rồi. Không, nó không bùng hả? Cái bữa trên kia tôi cũng mua chồm ở tầm 5-7 trái, nó rụng phát một trong ngày luôn, hết luôn. Nguyên chùm hả? Các thằng này giải từ trong ra ngoài này, cuốn cắt rồi này. Em tin là sau này nó sẽ có một cái dinh dưỡng mình điều chỉnh nó lại là đậu nguyên một chùm dày luôn. Để ý cái cành trái nhìn nó phát hẳn. Cành trái nó thoáng, nó bự trái à. Vậy nếu mà ra được mà tỉa thế này trái thêm cái cục nó chậm lớn liền nè. Đó. Vậy là phải lá nhiều không Khanh ơi? Lá nhiều. Lá nhiều á. Trái nó thoáng thôi. Có nghĩa là giai đoạn mà trái tầm khoảng chứng là con xoay chứng gì thế. Là để cho thoáng đi. Ủa cái này ngon quá. Trời ơi. Ủa cái này chắc 60 trái, 70 trái chứ 50 gì. Cũng chưa đến. Hả? Cũng chưa đến. Mới bé đi, tương lai rớt đi. Hả? Rồi. Nhỏ là rớt hả? Đấy. Dưới thằng này cũng bỏ này. Đâu? Thằng này nó đâu có lớn hơn rồi. Hai thằng hít thằng này nó lớn hơn. Để nó đi trời ơi nó. Thằng kia kết thúc rồi kìa. Hả? À. Đó. Nó cong. Nó bé quá thằng lớn. Nó cong quá nó rớt không? Không, nó to ra ép thằng bé rụng hết. À hả? Ví dụ như cái thằng này cũng vậy này, thằng này đâu có lớn nữa đâu, để ý lâu lắm rồi này. Cái nào? Nó cứ xương xương thế này. Nó có to đâu. Nó mà cành thì có hai trái này, vì bên này nó nhiều nó rút mạnh này. Nhiều quá cái cành riêng cành này nhiều. Để ý là nó rút đứng thằng này đứng nguyên thời gian dài này. Nó có chiều lớn không? Nó đúng cái cổ này với thằng này gần như tương đồng nhau này. Đó, gần như thằng này tương đồng nhau này, mà thằng này lớn này. Góc này ngon quá. Tính ra mà có một đám mu hết làm cũng sướng cho anh Khanh ha. Năm nay thì mu bảo khả năng canh một tuần là cái hàng loại 1 ấy. Ví dụ hàng loại 1 đây là hàng loại 1 rồi này. Cắt được không? Là được 100.000 này. Bây giờ hả? Giá 100 cắt được một tuần này. Vậy hả? Ừ. Nó vẫn cũng chưa có chênh lệch gì không ha? 100.000 thì hơn Thái 775. Tại ông nhỏ quá, ông ít không ký. Không có ký thôi. Đó, tính ra bây giờ tính trái đây là nó thua thằng kia rồi. Vâng. Giờ nó có 2 ký, thằng kia là 3-4 ký à. Đi qua cái cây nào mà anh kêu nó thoát trái nó lớn đâu. Cũng mù luôn hả anh Khanh? Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái cây Thái nha. Giờ mình chỉ quay cái mù thôi. Thái năm nay đọt, giật trái mạnh. Với lại được nhiều cây mù không anh Khanh? 14 cây tất cả. Ít làm sướng nghe. Ui chà. Ôi cây này ngon. Trời ơi, mua sang kinh. Em nhìn cái coi cây bên kia này. Đâu? Ít trái là trái to, cây bên kia mấy cây bên trong này. Cây này nó thoáng này anh Khanh ơi. Cây này cái cổ cái trái nó đều đều này. Cây này tỉa mạnh lắm đấy. Cái này hả? Ừ. Cái nó đồng đều hơn. Chắc mai mốt mấy cây bên kia nữa. Tỉa nhỏ đi nhiều chứ. Tỉa cái loại này cho choa trước bằng nắm tay này này. Lớn hơn nhiều này. Tỉa mấy cứ đấy. Ủa mà sao cái này anh bổ ra hay là nó tét kìa? Lật bỏ đi chứ, tỉa đi chứ. Nhưng mà tỉa ra rớt ra nó tét kìa hay anh dặm? Tỉa ra chắc dẫm vào. Nghe hả? Nó có cơm chưa? Ừ. Tiếc. Chưa. Úi trời ơi, trái coi cây này chắc. Cái này hàng loại 1 cũng nhiều đấy. Cái này hả? Ừ. 50 quá quá không Khanh ơi? Đang nở gai mạnh này. Hả? Nó đang nở gai này, nó đang lớn này. Ừ, cái này giờ nó đang xanh. Này nó còn lớn nữa, chưa đứng đâu, cỡ cái trái anh mới rờ đó, còn nữa. Nó đang nở gai mà, chân gai nó đang xanh mà, xanh non chuối này. À. Khi nào mà nó ngã hơi ngà là nó cứng không? À, nếu mà nó phải chân nó chạy chỉ đen ấy. Đi qua cái này. Bạc ấy. Ui gốc cái này ngon quá. Gốc bên kia chắc nó bị dày trái rồi. À. Gốc trên kia chắc bị trái dày quá nên nó không to hay là bên này lớn nó trước này. Được qua đây bên mới kia thấy ít trái. Bên kia ít trái hơn. Qua bên này mới thấy được nhiều trái nè. Nhìn cái cành có 3 trái này thì bớt ở để sớm mình nhìn trái lớn này. Cái loại này đưa vào loại 1 được rồi này. Cái này hả? Mua thì như này cho vào loại 1 thế này. Loại 1 hết. Ừ. Mà được ký nha, bên này được ký đó anh Khanh. Cái này được ký này. Cứ để rải trái 1 em nhìn nó khác không? À. Đó này. Đúng nhìn là bên kia đúng mà anh nói tỉa bớt là tỉa mạnh tay ấy. Tỉa mạnh. Để nhiều nó dài tỉa, tỉa thời gian mà là trái mà bằng chứng là con so thôi. À. Thật, nhìn nó thoáng nhưng mà trái lớn nhanh cực kỳ. Thoáng đúng rồi, cái này nó được ký hơn này. Dạy chứ. Cái này nó có sổ sớm hơn. Cái này nhắm được 2 tạ không Khanh? Cái này tới không? Không được đâu. Hả?
quan trọng bình quân được trái được 2 kg không điều quan trọng ấy. Không, năm nay đó nó chuẩn hơn đó, năm trước nhiều khi hái trái nó cỡ này cũng có này. Ngoái là đại trà hôm nay cái cổ đầu thì nó nhìn như đằng này. Lâu lâu có quả bằng này thôi. Ít mà năm nay cái cỡ sau này nó chưa lớn hết cỡ mà nó còn chưa đang nở gai mà. Còn xanh. Đã thiệt ha. Sao mấy cây này ngon dữ vậy? Vậy là bên kia ảnh bị muộn hơn, chậm hơn bên này chắc cỡ 10 ngày quá. Khả năng. À, chậm hơn 10 ngày nè. 10 ngày nữa nó lớn cái hơn này thấy. Thiếu trái này. Cái này thắt á. Cây này ra bông đâu, không ra đâu bông nổi ấy. Cái ra bông được bông lá, toàn bộ đây gần như là bông lá hết rồi. Mà nó vẫn rụng anh Khanh, theo cái góc kia rụng kìa. Không, đây là tỉa bỏ đây. Méo quá hả? Nó vào những cái chùm mà 2, 3 và nó không lớn được, giật bỏ đi. Ví dụ như trái này cũng vậy này. Trái này ngoài đâu có lớn nổi đâu này. Nó có lớn cánh rồi, mới 2 tháng này rồi. Tính ra anh bị giật học, nhìn cái tướng anh cũng giống thằng Thái quá ha. Anh bị méo á. Cái thằng này lúc bé nó bị méo rồi. Nó méo từ nhỏ hả? Lúc mà trái bằng ngón tay cái, ngón chân cái cũng đã bị méo. Còn ông méo như trái này méo y như Thái mất, mà nhìn cái tướng méo y như Thái. Nó có đẩy được cái hông ra không thì chưa rõ lắm. Để năm gian sau thì mới biết rồi. Qua cây này thấy coi. Cây này là nó là ít trái hả? Trái to. Ui sao bên này còn tùm lum ấy, bên kia nữa hả? Thì ba hàng mà. Ba hàng nguyên mà. Rồi coi thằng này thấy đây, thằng này lớn à, thằng này chắc. Em nhìn đó. Nó vài trái này. Nó thưa đó. Nó thưa là nó bự hả? Đó, cây nào cây bên kia cũng vậy, cây này như vậy, em nhìn coi sau này. Đấy, trái trái đơn một cây nhìn khác chưa? 3 kg chưa? Này 3 kg mấy, như cỡ này 4 kg chắc không được 4 kg đâu. Không được hả? Đó, sai đó. Bự trái mà. Này trái ngoài kia nó cơ chắc tầm khoảng 3 kg. Đấy em nhìn không? Đúng rồi, thưa trái. Thật thoáng trái nó to mà nó mới đẹp, nó đẩy cái hông nó tròn bo được. Chưa, ông xanh quá. Nó lớn nữa ông Khanh ơi. Còn đang nở gai mầm mà. Cái này không trống. Cái này cành này do nó mà sắp vào đất rồi. Mà lúc sổ trái méo do thì nó thiếu trái thì mình để lụi. Nó méo mà nó không rụng ha. Méo ngay trong đầu ấy. Trong đầu đủ học nè. Mấy cây bên này là dư trái là thấy có nhiều trái là lật bỏ đi đấy. Bỏ đâu đi. Không nhiều quá nha, tao thấy hồi nãy bên kia nữa hả? Góc thì ít, góc thì đúng là 2 cây không có trái. Hoàng này nữa coi. Cây này méo nhiều này. Mà bữa trước cứ méo nhiều, bây giờ nó cứ đẩy cái hông nó giảm méo đấy. Nó đầy lại đúng không? Nó đẩy cái hông nó giảm méo đấy. Cây này chiếc tỉa có bằng nắm tay rồi. Cây phải tỉa phải mất 10 mấy trái. Không, vậy là ngon mà ông anh ơi. Mù sân kinh là nó làm ở đây đều dăng hết trơn mà. Đâu có lọt chọt đâu. Có 1-2 cây bị khuyết thôi nha. Bên kia trái bự nè. Đấy nó to hả? Đó, em thừa công nhận không? Đơn một này thì trái khác không? Đúng rồi, có lý à. Mình nó thì bự. Ví dụ nguyên cành nhá. Trước mà nó một chùm tầm khoảng 5-70 trái nhá. Mình để tầm khoảng tầm 10 trái thôi. Giai đoạn sau mình để khoảng tầm 5 trái thôi. Ví dụ như tầm này. Thì nhìn rất ít. Nhiều cỡ, nhiều cỡ. Nhìn rất thiếu. Nhưng mà khi nó to lên rồi, mình nhìn thấy mỗi cành một trái nhìn bây giờ này. Như sầu miền Tây à. Miền Tây nó cứ để rải rải thế này mà. Trái nó to nó tròn á. 7 ngày một cử, 7 ngày một cử. 3 số đi đều. Từ lúc mà cái thằng này nó lại khác này. Thằng này mới được 3 số phân NPK bao này. Vì này liên quan cho mẹ sống tưới là đi phân số lớn trái là có loại 6312. Là đi tưới cùng thằng đôi vậy. Thằng này ăn ren cái xô kali cao. Thằng này dàn riêng cái ba hàng này ăn ren xô là thằng kali cao này. Dàn lại hả? Nó bị méo quá hả? Không, kali cao thì có nghĩa là cái tốc độ trái nó lớn vẫn nó vẫn chậm hơn cái thằng ba số chứ ba số giờ nếu ba số đều nó thằng này phải để hông căng cái này. Do nó theo mình châm hệ thống tưới này. Là do mình đi theo cùng với thằng Thái luôn. Thằng Thái trái mới được có 40 ngày thôi. Là đi dòng phân xô kali cao ấy. Thì là nó nếu mà đi được 3 số đều và khả năng thằng này nó đẩy hông nếu mà đi được khoảng 2 cữ rồi ấy. Vì hiện tại thằng này chưa một cữ nào phân số hết. Chưa hả? Thằng 3 số 22. Để đẩy cái hông ra đấy. Chưa được đi một cữ nào. Nếu mà nói được 2 lần nữa NPK 3 số. Nếu mà nó bằng tay. Nó riêng ra thì dễ không? Dễ thì điều tiết cái phân hơn. Còn giờ nó chung chung vậy. Mình châm ở đây là châm một phát một luôn. Theo một cái ba rem thành ra nó khó. Đẹp. Cây trái một tầm mà lá. Hôm nay là kali đa phần được hưởng kali cao này. Hàng này hả? Riêng cái ba hàng cuối này vì liên quan nửa bên này mà.
mà cái ly cao mà nó vẫn bự trái anh Khanh. Ít trái. Ít thôi bự ly trái nó vẫn đẩy được. Đó, nếu mà cái ly cao này mà bây giờ ba số mà sau này ra được giai đoạn cuối mà cái ly cao nó khả năng cơm khả năng cũng ngon đấy. Ồ, chín cali. Đi qua lại cái cây này anh Khanh ơi, cây này cây lớn trái nhanh nhất nè. Còn cây nào ta? Cái này hả? Đó. À.